Đa đa nghĩa là gì? Vâng, đa đa chả có nghĩa gì cả. What? Mọi việc đều tốt đẹp, mọi sự đều hoàn hảo, mọi sự đều sẽ hoàn thiện hơn mãi. Nói thẳng ra thì câu này đến cả những người ăn no rừng mỡ còn chẳng thốt ra được. Ấy thế mà cái chàng ngây thơ khổ nhất trần đời của cụ Voltaire lại cứ khăng khăng tin như thế. Nói đến khổ, xem ra không ai khổ bằng chàng. Ngắn gọn thì chàng còn khổ hơn thầy trò Đường Tăng lúc sang Tây Thiên thỉnh kinh. Này nhá, bị đuổi cổ khỏi lâu đài chỉ vì chót yêu cô con gái bản Nam Tước nhá. Mà tôi thấy ai vô phúc mới yêu phải cô này. Rồi động đất này, rồi đắm tàu, rồi bão tố, rồi bị đánh cho bầm dập rách nát như sơ mướp. Bị rượt đuổi bán sông bán chết, rồi thấy người mình yêu đi lấy thằng khác. Thế đã hết đầu, đến cái lúc kiếm được chút ít của cải cũng bị bọn đê tiện nó cuỗm gần sạch. Nhưng khổ nhất là ở chỗ, thầy trò Đường Tăng chịu đủ 81 kiếp nạn còn thành chính quả. Chứ chẳng ngây thơ trải bấy nhiêu kiếp nạn như thế đến cuối cùng được cái gì. Ờ thì lấy được cô gái mà mình yêu, nhưng cô ta lúc này đâu còn xinh đẹp nữa, mà đã trở nên xấu xí đến mức ma chê quỷ hơn mất rồi, thật chẳng bỏ. Đấy là kể qua một chút về chàng ngây thơ, một sáng tạo của cụ Voltaire, vốn có tiếng chẳng ngây thơ tí nào. Tất nhiên là phận tôi ăn cơm mèo, nào dám nói leo các cụ to đùng đoàng như cụ Voltaire, thế nên tôi không có ý phân tích gì chuyện của cụ. Nhắc đến Voltaire là bởi nhớ đến chuyện hồi trước, lúc thành lập trường phái nghệ thuật Dada cũng là lúc thành lập cho một cabaret mang tên Voltaire. Hugo Ball, một trong những người tiên phong của Dada, đã tuyên bố Dada là chàng ngây thơ của chúng ta để chống lại thời đại này. Dada nghĩa là gì? Vâng, Dada chả có nghĩa gì cả. Nghĩa đen luôn chứ không thèm bóng gió gì hết. Mà hoàn toàn không phải tôi tự bố láo ra như thế. Chính ông Tristan Zara trong tuyên ngôn về Dada năm 1918 đã viết riêng cả một dòng. Dada means nothing. Trường phái Dada là một phong trào nghệ thuật xuất phát từ một nhóm các nghệ sĩ lưu vong tới Thụy Sĩ đầu thế kỷ 20, giữa lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đang căng như dây đàn. Theo như Zara, Dada trong tiếng của người Kru nghĩa là cái đuôi bò thần thánh. Ở một số tỉnh thành nước Ý thì nó có nghĩa là bà mẹ. Còn trong tiếng Nga và Rumani thì nó có nghĩa là con ngựa đồ chơi. Tiếng Đức là tạm biệt. Thế tại sao lại chọn Dada mà không phải là Mama, Lala, Haha hay ABC con dê đi ỉa gì khác? Câu trả lời cũng khiến người ta ngã ngửa. Thì là lúc đang không biết đặt tên cho trường phái mới ra sao, các ông liền nghĩ ra một trò vô duyên thế ớn. Ném con dao vô quyển từ điển, con dao đâm vào từ nào thì lấy luôn tên từ ấy. Phải như lịch sử đã thấy, con dao chọn từ Dada. Lịch sử là kết quả của ngẫu nhiên, nhớ lấy. Lại là ông Zara, cái ông lắm điều khiếp, nói một tác phẩm nghệ thuật không nên chứa đựng cái đẹp bởi vì cái đẹp đã chết. Dada chối bỏ logic, phủ nhận ký ức, đánh đổ giá trị, từ chối những lời tiên tri, xóa tan tương lai. Dada là tự do, Dada là kỳ quặc. Tiêu chuẩn hả? Kệ mẹ mày nhá. Dada giơ ngón tay thối vào tất cả chúng mày. Đối với Dada, chỉ có một thứ duy nhất đáng nhòm mắt đến. Cuộc đời. Trường phái Dada chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng sau 100 năm, người yêu nghệ thuật vẫn phải nhắc tới Dada và tinh thần Dada. Thứ mà tôi đặt tên là đỉnh cao của chủ nghĩa ngây thơ. Ngây thơ như thế nào có mà kể đến sáng mai cũng không hết. Hẹn lúc khác có thì giờ luyên thuyên sau. Tạm thời lấy ra đôi ba ví dụ điển hình. Như cách làm thơ của ông Zara chẳng hạn. Mắc mệt ông này quá đấy nhá. Ông Zara này ông cắt một mẩu tin trên báo rồi cắt riêng rẽ từng từ một, thảy hết vào một cái bao, lắc lắc lên, sau đó thỏ tay vào lấy lần lượt các mẩu ngẫu nhiên, ghép lại. Thế là thành bài thơ. Láo nữa có ông Marcel Duchamp, bề ngay cái bồn tiểu đi trưng bày, hay vẽ nàng Mona Lisa thêm dưới mép, đặt tên họa phẩm là LHOOQ. Nghe thì tưởng bình thường, nhưng ai biết tiếng Pháp mới biết LHOOQ khi phát âm sẽ đồng nghĩa với LHOOQ, nghĩa là nàng có một bờ mông nóng bỏng. Hoặc xem thước phim ngắn Rhythmus 21 của ông Hans Richter, cả mấy phút chỉ quanh đi quẩn lại mấy hình khối trắng thỏ ra rồi thụt vào, làm vì tao thích chứ chả có mục đích cao siêu cứu nhân độ thế gì hết. Còn trong phim Ballet Mécanique của Fernand Léger và Dudley Murphy, một cái phim tôi cũng không hiểu nói về cái gì, lúc thì có nào nồi niêu song chảo, lúc thì có một cô nàng với cái mũ của cô, lúc thì có một bà nhà quê vác cái túi trên vai đi lên cầu thang, đi lên cầu thang, đi lên cầu thang, vẫn đi lên cầu thang, tiếp tục đi lên cầu thang, đi mãi lên cầu thang. Nhưng mấy ông trên theo tôi vẫn phải gọi ông Jacques Rigaud hai tiếng sư phụ. Riêng ông nhà thơ này tác phẩm để lại chẳng đáng là bao, cũng không mấy ai nhớ đến. May ra nhớ ông xuất hiện trong một đoạn ăn mặc giả gái trong phim Emarc Bakia của Man Ray,
Nhưng ấn tượng với tôi hơn cả là bởi lúc ông cầm súng tự sát, ông còn lấy thước kẻ đo cho chuẩn để chắc chắn đạn bắn trúng tim. Đa đa là thế, có tự sát cũng không thể tự sát theo lối người thường. Nhưng xét cho cùng, thế giới nghệ thuật chẳng riêng Đa Đa là những chàng ngây thơ chống lại thời đại. Dù lập dị thế nào, dù họ có chối bỏ nghệ thuật, những người Đa Đa vẫn đơn giản là những người đi tìm kiếm một thứ gì đó và lấy miếng rách ngăn cách giữa nghệ thuật và cuộc đời. Và chẳng phải trước họ, Cézanne, Monet cũng đã làm thế hay sao? Và sau họ, như Rauschenberg, Oldenburg, Michel cũng y như vậy. Có khác chăng, Cézanne vá bằng những ngọn núi, Monet vá bằng những đụn rơm, Oldenburg vá bằng những cây kem ốc quế, còn Duchamp vá bằng cái bồn tiểu. Đến lượt chúng ta vá bằng cái gì? Cả này mới khó đây, chứ mấy ông kia ít nhiều cũng có thiên tư sẵn rồi. Chúng ta ở đây tôi muốn ám chỉ những người như tôi, những người chẳng được dạy dỗ gì về nghệ thuật. Hồi còn trẻ trâu cũng gần đây thôi, tôi từng viết về việc có hai thái độ đối với nghệ thuật khiến tôi ghét cay ghét đắng. Lấy ông Picasso ra làm ví dụ cho dễ hiểu. Thái độ thứ nhất, vì chả hiểu ông Picasso vẽ gì nên chê ông vẽ xấu hơn trẻ con lên ba nguệch ngoạc. Thái độ thứ hai, cũng vì chả hiểu ông Picasso vẽ gì nhưng nghe người ta khen đẹp lắm nên cũng khen lấy khen để. Thật kỳ lạ khi có người dửng dưng với nghệ thuật, có người khinh thường nó, có người sợ hãi nó, có người cố sống cố chết giải nghĩa nó, trong khi nghệ thuật đơn giản là để yêu. Và vì để yêu nên nếu muốn, ngoại trừ Voldemort ra thì ai cũng làm được. Như tôi chẳng hạn, ai đọc đều biết tôi không có chút kiến thức mang tính academic nào, ví dụ như nghệ thuật tiểu thuyết. Có hôm một bạn bảo tôi về kỹ thuật pacing, tôi mới hỏi pacing là gì thế? Bạn giải thích một thôi một hồi tôi cũng chỉ ậm ừ chắc là như vậy. Những bộ môn nghệ thuật khác cũng thế thôi. Bộ môn duy nhất tôi có chút kiến thức cơ bản là âm nhạc, vì tôi có học chơi một số loại nhạc cụ, nhưng cũng chỉ dạng xóa mù chữ. Gọi là biết đọc bản nhạc, biết gam này gam kia, quãng này quãng kia, cung này cung kia, chứ đi sâu thì mù tịt tăng tịt. Nói luôn tôi không hề lấy thế làm tự hào, người ta không ai điên đi tự hào vì mình kém hiểu biết cả. Có thời gian tôi cũng muốn trau dồi cho thông minh lên một chút, nhưng mà bạn thấy đấy, người ta có thể tầm thường, có thể lười biếng, có thể kém cỏi, có thể dốt, nhưng không ai lại không có trái tim. Ông Zara, ông có trái tim thì chúng ta cũng có trái tim. Ông hơn chúng tôi cái gì chứ riêng khoản trái tim thì ông đừng có mà đùa với chúng tôi. Đương nhiên là nếu như hiểu về những kỹ xảo để xây dựng một tác phẩm, bạn sẽ cảm thụ được nó dễ dàng hơn. Như với những vở kịch của Racine, nếu biết đến luật tam duy nhất trong cách soạn kịch cổ điển thì người ta mới biết tại sao lại tăng bốc ông Racine lên 9 tầng mây như thế. Nhưng nếu không biết thì chí ít, luôn luôn, người ta có thể cảm nhận một tác phẩm bằng cách xem nó ứng vào đâu trong cuộc đời mình. Tôi vẫn thường làm như vậy và đến bây giờ vẫn thấy đó là một cách làm không tệ lắm. Mà để làm thế, người ta không cần gì nhiều, chỉ cần có trái tim. Và đã là trái tim thì luôn ngây thơ, không nhất thiết phải ngây thơ đến độ như chàng ngây thơ của ông Voltaire. Chỉ cần ngây thơ bằng một nửa, 1/4, 1/8, 1/10. 1/10 là vừa vặn. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.